Đường tình anh thua nhưng đường đua anh chấp. Chán học, nam sinh cosplay xe công thức F1, lắp tạm bánh dép rồi mở giải ngay trên hành lang lớp học. Bố mẹ ở nhà còng lưng nuôi con ăn học nhưng chắc chắn không bao giờ tưởng tượng ra được viễn cảnh con đam mê đua xe công thức 1 đến mức chán quá, dù lũ bạn mở giải đua cho vui. Được cái các anh em huynh đệ chí cốt cũng có chung đam mê nên cũng hỗ trợ nhiệt tình lắm cơ. Sẵn sàng vào vị trí, nhanh tay lẹ chân thao tác, cởi dép để thay lốp y như trên TV vậy đó. Có điều do giải đua hành lang mới lần đầu được mở nên khâu tổ chức còn nhiều bỡ ngỡ. Chả hiểu thế nào mà 4 bánh nhưng các kỹ sư tay ngang lại thay được mỗi 3 bánh, khiến chiếc xe chao đảo, đổ lật và đua không còn được trọn vẹn nữa, đành kết thúc ngậm ngùi trong tiếng cười như chợ vỡ. Một số anh em khán giả tinh mắt cũng góp ý là thiếu bơm nhiên liệu rồi, chắc cỡ phải mấy chai nước ngọt may ra xe mới chạy trơn tru được. Các thầy cô xem được cảnh này có khi phải nhanh trí độ thêm cho các chiến thần bất hảo 4 cái rẻ, đề một công đôi việc, lau luôn cái hành lang cho nó bóng loáng lên. Có khi sau chiếc clip này, quy mô của giải đua sẽ còn được mở rộng sang các lớp khác, các trường khác để cảm chết đấy chứ. Giải đua đã lan đến trường học của các bạn chưa? Có những clip hay hình ảnh nào thú vị thì gửi ngay cho Thám TV hóng với nhá. Và nhớ là ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.